Chào các bạn, Huy gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc máy hút bụi của hãng Rowenta. Đây là chiếc máy hút bụi hiệu suất cao với hiệu suất là 3A. Mã số của sản phẩm là RU3731EA với 5 đầu hút khác nhau. Sản phẩm này thì được bảo đảm về việc sửa chữa trong vòng 10 năm, tức là hãng họ đảm bảo việc support về sau. Bây giờ sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này. Công suất của máy là 600W, tương đương với các máy là 2200W đời cũ. Đóng gói chúng ta sẽ có cái đầu hút khác nhau. Hai đầu hút này các bạn thấy là có thể điều chỉnh được vừa hút này và vừa hút vừa quét. Đây là tăng giảm cái lực hút. Đây là ống hút đó. Ống kéo dài. Đây là một đầu thay thế khác. Đây là cần hút. Đầu hút này các bạn cũng có thể đổi đầu được bằng cách xoay này. Đấy. Và đây là chiếc máy của chúng ta. Đóng gói thì có cả sách hướng dẫn sử dụng. Và cái này là International Warranty, tức là bảo hành toàn cầu. Đây là đầu hút chính. Đây là đầu hút chính. Chúng ta sẽ có hai chế độ. Đây là chế độ vừa hút vừa gạt quét. Đây là chế độ hút bình thường, không cần có cần gạt đây. Khe hút, nó sẽ hút toàn bộ dây dài này và hút vào chỗ này. Đây các bạn có thể gắn vào đầu ở đây được. Và đây thì các bạn thấy là cái thanh này các bạn có thể kéo dài ra. Rất là dài. Điều chỉnh được độ dài trên diện, đẩy lên này các bạn kéo được. Ok, bây giờ sẽ cắm thử. Trọng lượng khá nhẹ, các bạn thấy tôi cầm một tay rất là thoải mái. Tay cầm thiết kế cũng hợp lý, có hai cái tay cầm này. Về cấu tạo chúng ta sẽ có một cái máy hút bụi. Đây là dây nguồn. Muốn thu dây lại thì bạn bấm lên nó sẽ hút dây lại. Dây này có độ dài khoảng hơn 8 mét nên là rất thoải mái để kéo trong nhà. Bên phải là cái nút công tắc nguồn. Đây là phần bánh xe để bạn lôi đi trong nhà. Thông số của sản phẩm ở đây. Đây là phần điều hướng. Đầu hút thì bạn cắm ở chỗ này. Xong. Còn đây là cái phần chứa rác. Các bạn sẽ không dùng túi nữa mà dùng cái phần chứa rác này và đi đổ rất là tiện lợi. Muốn tháo ra thì các bạn bấm vào đây. Nhấc nó ra. Bộ phận này là hút gió này. Để xem. Muốn đổ rác thì các bạn chỉ việc gì ạ? Nhấc cái này ra đi đổ thôi. Đây là những cái màng lọc. Rồi có cửa hút đây. Và có cửa hút chỗ này. Rác sẽ được hút đây. Và thả xuống đây. Sau đó thì chúng ta chỉ được xách đi ạ. Xách này thì đổ rồi. Xong thì lắp lại. Rất là nhanh gọn. Bây giờ cắm điện. Các bạn gắn này vào đầu này. Bật hút thôi.
Muốn điều chỉnh lực hút thì bạn thấy đây, có cái phần điều chỉnh lực hút này. Hút để lắp cái đầu hút dài thì sẽ kéo này xuống và chỉ việc điện cắm cái phần này vào đây. Ok, đây chúng ta đã có cái chổi hút. Tương tự vậy các bạn có thể cắm cái phần khác của cái hút này ra, cắm cái đầu khác vào. Giảm lực hút ở đây. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái máy hút bụi Rowenta, bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.